Câu chuyện tình cảm động của đôi uyên ương Ngân Thái ở Nghệ An. Anh Thái vì cuộc sống mưu sinh nên phải tha hương xứ người, lao động vất vả để lo cho cuộc sống và tương lai gia đình. Cuộc sống xứ Đài muôn vàn khó khăn vất vả, nhưng phải xa vợ hiền, xa những đứa con ngoan mới là điều khiến anh trăn trở nhất. Để bù đắp phần nào nỗi nhớ và an ủi người vợ thân yêu của mình, bên cạnh lời động viên chị Ngân bằng những cuộc gọi điện thoại hàng ngày, anh Thái còn tặng vợ một bộ dàn âm thanh thật hay để chị thỏa mãn đam mê ca hát của mình. Món quà dù giá trị không lớn, nhưng với chị thì không tiền bạc nào mua nổi. Anh mình thì đi từ lâu chưa hả chị? Đi 6 năm. 6 năm rồi á? Dạ. À thế à? Anh là đang bên nước nào? Đài Loan nhỉ? À. Với tấm lòng thủy chung son sắc, hết lòng chăm lo con cái và bố mẹ chồng, cùng với món quà tinh thần từ người chồng, mỗi khi buồn cũng được nguôi ngoai rất nhiều. Ở phương xa, anh Thái được nghe tiếng hát của chị Ngân, chắc chắn sẽ rất ấm lòng. Bởi vậy mới thấy, tiền bạc dù quan trọng nhưng không phải là tất cả, có những thứ không thể mua lại bằng tiền, đó chính là hạnh phúc gia đình. Vâng, chúng ta sẽ cùng nghe một đoạn remix. Và bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết bộ này nhé. Bộ này sẽ gồm một cặp loa C12 bass 310 chép kèn. Cái đô la cây kia cũng có trong bộ này các bạn nhé. Thứ hai là một chiếc đẩy liên vang, tích hợp tất cả trong một. Một bộ mic không dây 321, một chiếc loa siêu trầm F1200. Tất cả sản phẩm ngày hôm nay đồng bộ của một hãng, của một thương hiệu WeWo của Mỹ, công nghệ của Mỹ, được bảo hành cho chúng ta trong vòng 1 năm. Cảm ơn chị, cảm ơn anh. Cho em gửi lời cảm ơn của anh nhé. Cảm ơn ông nhá. Chúc ông sức khỏe. Bắt tay ông ngã. Chúc ông sức khỏe nhá. Cảm ơn con gái nhá. Bye bye nhá. Đại học. Chào chị nhá. Bye bye.